Ok, xin chào mọi người và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Trần Hoàng Việt. Và hôm nay thì tiếp tục sẽ là ăn có mã số là MS2 với giá trị đội hình là khoảng 23,900 tỷ. Rồi, và ok, ăn này thì sẽ có lẽ là mình sẽ không cần phải nói gì quá nhiều. À, đây là toàn bộ app là một team cộng một, vâng, nguyên một team cộng một. Rất là nhiều bạn thì có hỏi mình, các bạn mới chơi thì các bạn hỏi là tại sao mà có những app có cùng giá trị với nhau nhưng mà giá trị lại chênh nhau như thế. Rồi, và mình sẽ nói luôn, điều đầu tiên là nếu app của các bạn nhiều hàng cộng cao 2 3 4 5 6 7 mà là hàng, nói chung là nó không phải là hot hit gì cả, thì hàng thì những cái app đấy của các bạn sẽ không bao giờ đẹp bằng những app full cộng một cùng giá trị đó. Ví dụ như app này, các bạn đó, các bạn nhìn này, cái app này là một app full cộng một rồi, và mình sẽ kéo chậm xuống con hàng của mình. Và giá trị nhất của app này thì chắc chắn là huyền thoại Fernando Guerrero rồi đó. Và sau khi đọc book mà cái đào tạo sức mạnh thì là sức mạnh 121 và thể lực là 124, rất là bá đạo. Và có một cái chỉ số nữa, đó chỉ số vàng cắt bóng, thực sự là rất là kinh khủng. Rồi tiếp đó đó sẽ là Ramos LP, Alaba LP, và mình phải nói là đây là con hàng best của hậu vệ trong các mùa season rồi. Tiếp theo đó là Beckenbauer là và Espenberg, thì mình đã nói ở video trước rồi. Nếu mà các bạn không có quá nhiều tiền dành cho hàng tiền vệ thì Espenberg là một con hàng vượt ngoài cái những cái gì mà các bạn trông đợi. Và tiếp theo ở hàng tiền đạo thì là sự xuất hiện của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, hai huyền thoại đương đại. Và ở đây sẽ có sự xuất hiện của Luis Suarez mùa World Cup. Kéo xuống bên dưới một chút thì chúng ta sẽ có một hàng dự bị rất là tốt như là Pavel Nedved của Legend, Nezaman Vidic mùa U10. Đây là một cái mùa mình phải nói là trong các mùa mình đã trải nghiệm thì đây là một cái mùa mà hoàn thiện nhất của Vidic. Tiếp sau đó sẽ là Patrick Vieira và Jaya Touré. Và Jaya Touré mùa LP thì các bạn nếu có là quá biết sự kinh khủng của nó rồi. Rồi, và bên dưới thì sẽ còn một vài con hàng cộng một nữa. Thì tại sao mình có nhiều con hàng cộng một thì là có giá trị? Bởi rằng khi mà các bạn muốn bán những con hàng đi nó sẽ rất dễ. Còn các bạn đã rất biết những câu chuyện là bán những con hàng cộng 2, cộng 3 trên thị trường chủ khá là khó, các bạn phải mất thời gian phục min. Và chúng ta sẽ cùng đến với dàn huấn luyện viên của app này. Vâng, với một cái app có giá trị đến 23 tỷ thì huấn luyện viên như thế này mình thấy thực sự là rất là gọi là tạm rồi, ok rồi. Với Canon, vâng, Canon này không mất tờ bằng vào 3 dòng thể lực, Canon thể lực cộng 10. Tiếp theo đó là tiền đạo với tốc độ cộng 4, tiền vệ cộng 4, tăng tốc cộng 5. Và huấn luyện viên trưởng ở đây không phải là tốc độ mà là sức mạnh cộng 3. Mình thấy thì đây là một dòng huấn luyện viên gọi là thuộc dạng nếu mà chấn thương điểm 10, đây có thể được khoảng tầm 5 điểm, gọi là qua môn. Ok, và chúng ta sẽ cùng điểm qua xem thì cái kho của nó còn chứa cái gì nữa. Và ở đây thì mình thấy là đó, các bạn là hút trích ở đây chúng ta có sẽ có thể hút kinh nghiệm 70% rồi. Và ở đây đó, các bạn nhìn thấy chưa, phiếu giảm giá thuế các mùa 30%, app này được cắm rất là đều đặn 30%. Vâng, nếu mà các bạn mà đang chơi ấy, thì các bạn sẽ thấy là hiểu rằng cái phiếu giảm giá này nó cái sức mạnh kinh khủng khiếp đến lúc nào, thực sự là kinh khủng khiếp anh em ạ. Ở đây là còn hai phiếu giảm giá bốc mùa 50% nữa, ao thật là kinh khủng rồi. Và ở đây có 8 cái thẻ level 18, 24 cái thẻ 15. Nếu các bạn đập đi xây lại đội hình này, mình cam đoan là không khi đập lấy xây dạng các bạn có nguyên một team full legend, à full level 20 luôn, không cần cái gì cả, quá lo nghĩ nữa. Rồi,
À ở đây còn rất là nhiều EP đó các bạn nhìn. Ok. Rồi, chúng ta cùng thử cùng dạo qua huấn luyện viên hài của A này xem. Vâng, và bá nhân mình thấy rằng đây là một app cực kỳ dễ chơi và dễ trúng thưởng. Rồi. À không, huấn luyện viên này thì không có gì. Mình đoán như thế và mình có thử lại cho xem. Đó. Và app này thực sự đối với mình là một app cực kỳ đáng mua. Với cái tầm tiền mà các bạn không muốn bỏ nó quá nhiều tiền cho một app game. Rồi, mình nghĩ là app này thì không có gì, là huấn luyện viên này không có gì. Và các bạn hãy luôn nhớ rằng là ở bên mình các bạn không phải lo về chuyện là các bạn mua app về bị tranh chấp này, hay là bị lo bị chủ cũ của app này lấy lại, hay là chuyện là FO3M lưu điện thoại di động không, các bạn sẽ được bảo hành 100% những cái điều đó. Thì ở app này cũng còn khá là nhiều AP, nếu mà anh em nào chăm chỉ ngồi mở nốt hộ mình thì ôi thôi thật là tuyệt vời. À, top 50 có Wordpress đó, app này với lớp bên này thì có rất là nhiều AP. Ok. Và app này ở bên shop của mình đang có giá là 1.900.000. Và nếu anh em quan tâm muốn trả giá cho nó thì hãy liên hệ với mình theo số điện thoại 01688505405 hoặc số điện thoại 01278880000. Xin nhắc lại 01688505405 hoặc 01278880000. Ok. Và đây là app có mã số MS20. Hãy like và theo dõi channel của mình. Mình sẽ cập nhật các lô app thường xuyên, các lô app giá rẻ đến với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.